Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi luyện tập vận dụng 6 trang 12 sách giáo khoa toán 6 cánh diều tập 1. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau. So sánh ý A nhỏ 35.216.098 và 8.935.789. Ý B nhỏ 69.098.327 và 69.089.357. Vậy thì để so sánh các số tự nhiên này thì các bạn cần phải nhớ lại cho cô cách so sánh số tự nhiên. Thì bây giờ các bạn dở lại cho cô sách giáo khoa trang 12 ở ngay phần trên này. Thì người ta đã hướng dẫn chúng ta cách so sánh hai số tự nhiên như sau. Người ta chia thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trong hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau thì số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào có ít chữ số hơn thì nhỏ hơn. Như vậy các bạn cần lưu ý cho cô cái cụm từ là gì? Số nào mà có nhiều chữ số hơn thì sẽ lớn hơn, còn số nào có ít chữ số hơn thì sẽ nhỏ hơn. Trường hợp thứ hai, để so sánh hai số tự nhiên có số chữ số bằng nhau, ta lần lượt so sánh từng cặp chữ số trên cùng một hàng. Lưu ý là chúng ta sẽ tính từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thì số tự nhiên chứa chữ số đó sẽ lớn hơn. Vậy thì bây giờ quan sát vào ý A. Để so sánh hai số tự nhiên này thì đầu tiên chúng ta sẽ đếm số chữ số của mỗi số. Nào, số đầu tiên đã thấy số 35.216.098 thì đây là số tự nhiên có 8 chữ số. Còn số tự nhiên 8.935.789 thì có 7 chữ số. Như vậy ta có này, số tự nhiên mà có 8 chữ số sẽ lớn hơn số tự nhiên có 7 chữ số. Như vậy số 35.216.098 sẽ lớn hơn. Như vậy ý A chúng ta sẽ có như sau. Ý A chúng ta sẽ có số là 35.216.098 sẽ lớn hơn số tự nhiên là 8.935.789. Rồi tiếp theo ý B này. Ý B cho có số là 69.098.327 và số 69.098.357. Thì quan sát vào hai cái số tự nhiên này, ta thấy hai số tự nhiên này thì đều có 8 chữ số. Đây là lớp triệu này, lớp nghìn này, lớp đơn vị đều có 8 chữ số. Vậy thì hai cái số tự nhiên này có số chữ số bằng nhau đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ so sánh lần lượt từng cặp chữ số trên cùng một hàng, tính từ trái sang phải. Trước tiên chúng ta so sánh hàng chục triệu trước thì 6 với 6 bằng nhau. Tiếp đến hàng triệu, 9 với 9 bằng nhau. Đến hàng trăm nghìn là 0 với 0 bằng nhau. Hàng chục nghìn, 9 với 9 bằng nhau. Hàng nghìn, 8 với 8 bằng nhau. Tiếp theo đến hàng trăm là 3 với 3 bằng nhau. Hàng chục là quan sát đến hàng chục thì thấy phát hiện ở đây có hai chữ số khác nhau rồi, 2 và 5. Thì thấy rằng là 5 sẽ lớn hơn 2, 5 lớn hơn 2. Như vậy số 69.098.357 này sẽ lớn hơn số 69.098.327. Vậy B ta có là 69.098.357 sẽ lớn hơn số 69.098.327. Như vậy để so sánh được các số tự nhiên với nhau thì các bạn cần phải nhớ cho cô hai quy tắc này.
Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn xong, hướng dẫn các bạn hoàn thành xong câu hỏi số 6 của phần luyện tập vận dụng trong 12 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Các bạn hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp các bạn vào các video bài giảng tiếp theo.